Nhân Long Audio xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin gửi tới quý vị và các bạn mấy cặp loa Bose 301 Series 3, 4.2 Series 2. Đây toàn những cặp loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình rất là hay. Hàng bên em thì là toàn hàng xịn, bao zin cho các bác nhé. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn và quay lại máy lại gần và giới thiệu đến quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, bên trên em đây đó là cái cặp loa Bose 301 Series màu vàng. Loa thì cấu hình là có hai đường tiếng. Loa sử dụng một bát 20 cm. Loa rất đẹp luôn và loa sử dụng màng giấy và gân mút. Đây là 301 Series 3 màu vàng các bác nhé. Và dòng này sử dụng hai cái loa chép. Đó. Và dòng này là gỗ màu vàng, gỗ lạng màu vàng này. Đây là Made in Mexico, sản xuất những năm 96. Đó. Loa đẹp xuất sắc các bác nhé. Và giá cái đôi loa 301 Series 3 màu vàng này, giá em đang bán với cái giá là rất là tốt, là giá chỉ có 15 triệu 500 một cặp thôi. Còn những cặp loa màu đen như này là giá là đi 13 triệu 800, 13 triệu 800 các bác nhé. Loa cũng cực kỳ đẹp luôn. Hàng bên em bán thì toàn là hàng hàng bãi xịn luôn, và em bán hàng là em cam kết với các bác là hàng xịn chứ không phải là bán hàng fake, cái hàng kém chất lượng. Và đây là cái căng xịn của nó nhé bác nhé. Đó. Tất cả là hàng zin xịn hết các bác. Đó. 301 Series 3 màu đen màu vàng, và màu đen là 13 triệu 800. Và bên dưới em đây đó là cặp loa 4.2 Series 2 màu vàng. Đấy. Các bác nhìn thấy 4.2 Series 2 thì cái phần tép này nó sẽ khác với dòng 301 Series 3 này. Đó. Đó, rất là đẹp luôn. Cũng sử dụng màng giấy bát 20, sử dụng màng giấy và gân mút. Và giá cặp loa 4.2 Series 2 này em đang bán với giá là đi 16 triệu 800. Đó, 16 triệu 800, giá rất là tốt luôn. Đó, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Và giá này là em bao ship cho các bác nhé. Đó. Em sẽ mở từng cái căng để giới thiệu cho các bác. Đó. Và đây là những cái số em đánh đây là em đang phân hết cặp rồi nhá, nó trùng trùng vân trùng cặp hết nhá. Rất là tuyệt vời. Và em sẽ quay cái phía hông cho các bác này. Đó, phía sau. Ba lại một series 3. Nói chung là thùng quách đẹp, không sứt mẻ gì nhá. Bốn chấm hai series hai này. Và bên em còn có rất nhiều những dòng loa như loa full hay là loa JB, loa đầy đủ tất cả các mã để phục vụ các bác chơi chơi Tết nhé. Vâng, video clip giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.